Giải mở căn bệnh quái ác khiến ca sĩ Ngọc Lan mù loà. Ngọc Lan sinh ngày 28 tháng 12 năm 1956, là một trong những ca sĩ hải ngoại nổi tiếng. Không chỉ sở hữu chất giọng trong trẻo truyền cảm, cô còn được khán giả yêu mến bởi khuôn mặt khả ái, tính cách nhút nhát, khiêm tốn và dễ gần. Khác hẳn với những ngôi sao sân khấu thời bấy giờ, Ngọc Lan được cho là một trong những ca sĩ thành công và nổi tiếng nhất của nền âm nhạc Việt Nam sau năm 1975. Cho tới nay, chưa có một nghệ sĩ nào nhận được tình cảm mến mộ nồng nàn như vậy. Năm 1993, Ngọc Lan đang ở đỉnh cao danh vọng thì đột ngột giả từ sân khấu. Một năm sau, cô xuất hiện trở lại với tình trạng thị lực giảm sút trầm trọng. Cũng trong năm đó, cô kết hôn với ca sĩ Kevin Khoa. Trong chương trình đánh dấu sự trở lại của mình mang tên Ngọc Lan và thính giả yêu thương đã diễn ra. Chính một điều vui mừng khi nhìn thấy thần tượng tiếp tục cất lên những bản tình ca ngọt ngào bất hủ. Tuy nhiên lúc ấy khán giả cũng nhận ra nữ ca sĩ có phần nào suy sụp tinh thần. Tiếng hát không còn linh động như xưa. Sau này người ta mới biết căn bệnh đa xơ cứng, rải rác đã ảnh hưởng đến toàn thân và thị giác của Ngọc Lan. Năm 1996, trong lần thu hình tại Toronto, nữ ca sĩ phải nhờ đến người nắm tay đưa lên sân khấu. Dù bị hạn chế tầm nhìn, nhưng cô vẫn cố gắng lột tả trọn vẹn ca khúc trữ tình với hình ảnh khó quên khi quỳ gối xuống giữa sân khấu vào cuối màn trình diễn. Từ sau đó, thị giác của danh ca mất hoàn toàn. Một buổi sáng thức dậy, tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Nữ ca sĩ chia sẻ khiến nhiều người nghe xót xa. Năm 1998, Ngọc Lan xuất hiện lần cuối cùng trên sân khấu với bộ áo dài đen và bình dị. Hát một cách xuất thần, làm cho khán phòng nín thở lắng nghe, xúc động. Sau một thời gian dài chịu đựng, chứng bệnh đa xơ cứng đã hành hạ dẫn đến mù lòa và suy kiệt. Nữ ca sĩ tài hoa đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 6 tháng 3 năm 2001 tại Bệnh viện Nam California. Căn bệnh đa xương cứng, đây là một trong những rối loạn não bộ và tủy sống làm suy giảm chức năng thần kinh, đồng thời hình thành sẹo trên lớp phủ ngoài của các tế bào thần kinh. Trong nhiều trường hợp, các triệu chứng của bệnh bao gồm nhiều giai đoạn tê liệt khác nhau. Đa xương cứng có những giai đoạn viêm lặp đi lặp lại, phá hủy màng bọc, là một lớp ngoài sợi thần kinh, từ đó để lại nhiều vùng mô sẹo dọc theo lớp ngoài của các tế bào thần kinh. Tình trạng này làm chậm hoặc tắc đường truyền xung nhịp thần kinh ở các vùng rồi dẫn đến suy kiệt. Bệnh thường diễn ra theo giai đoạn, kết thúc trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng luân phiên, thay đổi theo số lần giảm hoặc không có triệu chứng, tình trạng tái phát là phổ biến. Danh ca Tuấn Ngọc tên thật là Lã Anh Tuấn. Sinh ra tại Đà Lạt, lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nên cũng chẳng lạ khi 4 tuổi, Tuấn Ngọc đã được đi hát và được mời cộng tác trong các chương trình ca nhạc dành riêng cho thiếu nhi trên đài phát thanh. Cùng thời với những thần đồng Quốc Thắng và Kim Chi, năm 1960, khi phong trào nhạc trẻ phát triển, Tuấn Ngọc bắt đầu được biết đến với những ca khúc nhạc phẩm tiếng Anh. Tới đầu thập niên 70, ông tham gia vào hai bản nhạc lớn nhất thời bấy giờ. Ca sĩ Tuấn Ngọc có thể xem là cùng thời với những danh ca nhạc trữ tình truyền chiến như Khánh Ly, Lệ Thu. Nhưng trước năm 1975, ông không nổi tiếng bằng hai ca sĩ này. Sau năm 1975, khi sang Mỹ định cư, dù bắt đầu hát nhạc Việt nhiều hơn trong ban nhạc chung với ca sĩ Lệ Thu, nhưng Tuấn Ngọc cũng chưa thực sự được biết đến nhiều. Năm 1989, khi Tuấn Ngọc kết hợp với ca sĩ Thái Hiền ra CD Lời Gọi Chân Mây với những ca khúc trữ tình, dòng nhạc tình ca mang âm hưởng tiền chiến, trở thành dòng nhạc tạo nên tên tuổi của Tuấn Ngọc. Thành công bắt đầu với ông khi Tuấn Ngọc đã 42 tuổi. Dòng ca Tuấn Ngọc có phong cách diễn tả đặc biệt, nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn cũng như sự hâm mộ của công chúng yêu nhạc. Ông cũng được nhiều người xem như một giọng ca nam tượng đài của dòng nhạc tình ca Việt Nam ở hải ngoại. Nhắc đến Tuấn Ngọc, không thể không nhắc đến ca khúc Riêng Một Góc Trời của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Ca khúc này thành công rực rỡ và được xem là một trong những ca khúc hay nhất của ca sĩ Tuấn Ngọc. Trước đây tôi cũng không nghĩ rằng tôi sẽ hát những ca khúc Việt rồi nổi tiếng. Nhưng đúng là những thứ không tính là những thứ sẽ xảy ra. Những gì mình tính chắc gì đã đến. Nhưng suy nghĩ cho cùng, làm gì thì làm, tôi cũng không thể hát nhạc ngoài hay bằng nhạc Việt. Vì chỉ khi hát bằng tiếng mẹ đẻ,
người ta mới hiểu được những tận cùng của cảm xúc trong giai điệu và ca từ. Danh ca Tuấn Ngọc từng tâm sự. Ông chia sẻ, bản thân tình khúc Việt Nam, phần đông những ca khúc hay là những ca khúc buồn, với những tình yêu không có những đoạn kết hạnh phúc. Người ca sĩ không nhất thiết phải buồn đau như người trong ca khúc, nhưng chắc chắn một điều rằng họ sẽ không bao giờ hát hay nếu như họ không là con người tình cảm. Năm 2006, Tuấn Ngọc thực hiện live show lớn đầu tiên với chủ đề Riêng Một Góc Trời tại Nhà hát Hòa Bình thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ đó, Tuấn Ngọc thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam để tham gia nhiều sự kiện âm nhạc trong nước và hải ngoại. Tuấn Ngọc từng kể lai lịch về nghệ danh của mình rằng, hồi còn nhỏ lúc 7 tuổi đi hát, lấy tên là Anh Tuấn. Nhưng trong đài phát thanh đã có một ca sĩ lâu năm cũng tên là Anh Tuấn, nên mọi người không cho tôi lấy tên đó, sợ bị trùng tên, sợ tôi lĩnh lương của ổng. Bố tôi đổi tên cho tôi mà không hỏi ý kiến, nên bây giờ tôi có tên là Ngọc nữa. Cái tên Tuấn Ngọc đã theo danh ca suốt hơn 50 năm qua, không chỉ là giọng ca ngọt ngào với những ca khúc đậm tính tự sự. Tuấn Ngọc còn cuốn hút khán giả bởi phong cách giao lưu hài hước. Tuấn Ngọc có cách nói chuyện chậm rãi, nhưng nhiều ẩn ý và vui nhộn. Nổi tiếng nhưng đời tư của Tuấn Ngọc thực sự dự kín. Trên truyền thông, thỉnh thoảng Tuấn Ngọc còn nhắc về người vợ kém 14 tuổi. Ca sĩ Thái Thảo, em gái của Thái Hiền, con gái của nhạc sĩ Phạm Duy. Ông từng thổ lộ mối tình với bà xã. Nảy sinh tình cảm sau lần hát chung tại một phòng trà ở Mỹ năm 1991. 3 năm sau, Tuấn Ngọc và Thái Thảo quyết định về chung một nhà. Sau khi kết hôn với danh ca Tuấn Ngọc, ca sĩ Thái Thảo bỏ nghiệp hát để chăm lo tổ ấm. Sau 25 năm chung sống, vợ chồng nữ ca sĩ có với nhau 3 cô con gái. Tuấn Ngọc bộc bạch, ông là người sống rất tình cảm và hiểu rằng trong cuộc đời này không có gì quan trọng hơn gia đình cả. Nhưng công việc của một người nghệ sĩ với thời gian thất thường, không có quá nhiều thời gian để chăm sóc mái ấm. Tuấn Ngọc có 3 người con gái với Thái Thảo, nhưng cả 3 không theo nghệ thuật. Ông bảo, có người hỏi thẳng rằng, liệu chúng tôi có cấm đoán gì không? Đối với tôi, có phúc lắm mới được làm nghệ sĩ. Con cháu hai bên gia đình của chúng tôi đều là những đứa trẻ cực kỳ có năng khiếu, yêu âm nhạc, nhưng chẳng cái gì thúc đẩy chúng trở thành nghệ sĩ. Tôi từng hỏi bố mình rằng, ông đã dạy cho anh em chúng tôi hát như thế nào? Bố tôi nói, có dạy gì đâu. Cứ mỗi ngày ôm đàn hát là chúng tôi nghe vậy tự khắc hát theo. Tôi cũng đàn hát cho bọn trẻ từ khi chúng lọt lòng, và các cháu vì thế cũng yêu âm nhạc, nhưng bấy nhiêu chưa chắc đã đủ điều kiện để tạo duyên. Vậy nên đủ duyên như tôi, có lý do gì để phải tính toán với âm nhạc? Ở tuổi 73, ca sĩ Tuấn Ngọc hạn chế đi diễn. Với ông, sức khỏe là điều quan trọng nhất. Ông không giấu mình đã phát hiện poli ruột và được các bác sĩ cắt bỏ. Ông bảo trong những thứ vui lớn nhất của ông bây giờ là tập thể thao. Tôi tập nhiều môn, yoga, zumba, ít nhất mỗi ngày một tiếng. Thôi thì vui được ngày nào hay ngày đó. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.